Và thông minh tên cao bấy nè, nó không thọc mà bọn hệ rô này mình lấy riêng tí mà rồi cao sắp ràm. Hệ rô này bẹc 3 sunny bột đập bấy. Ao sunny bột đập bấy. Cao sunny bột đập bấy. Chết này cứ chia bập hết chết tăng thị phí. Chẳng chết này vì là tùa bàn all property cho nguồn. Chẳng cả thế kia. Nhưng là tùa bàn all property cho nguồn này. Chúng ta có 30 nâng này về việc chỉ chạy tăng tí pi tăng tí mũi cứ ở mà thấy tăng tí pi cứ ở xàm chẳng là bây giờ dân bà mà cú ná vì từ tùa bàn chiếm pi bàn bàm bày rối khát speed đập buôn phía rối rùm cho mũi nâng pi bạc ta là ăn bàn rồi hốt đó đập phía rồi ná bà viên mà cú thầm đó ná ok chẳng bố à vốt chẳng ở vốt ní cất bà vốt ở ninh sky chỉ à vốt rồi dân heo giảm mạnh xuống đó cứ chỉ à vốt là vài 80 rạm mùi à vốt ní cứ bộ đập phạm hay bây giờ mưa tầng em bờ bốt có em này nó thể cứ mở rồi đập phần chẳng stone mà em breaching bổng buôn phía rối này có nên là ngày em tên ok ở chấm bố tạ tố cứ cấp ra tạ tố strength đoạch bộ đập phí strength đoạch bộ đập strength đoạch bộ đập strength đoạch bộ đập đập phí đập ok ở này cứ chia prophet tạ tố bỏ bạc SM đi hay nâng nhóm ọt cho bác thật kê lê mây ở trâu chúng mình nóng bạc vài gì đó đi còn tay ở quay để nhóm trọc khơi kê lên cứ kê lên strang vi ạc thi nâng này nhóm trọc khơi kê lên strang vi ạc thi nhưng chăng là phía chăng kì bẹt bạc nịch rồi bạn ấy trọc cá chiếm cho đàn ok ok ở chúng bố clock này cứ chia bà phết clock là 8 nè 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 đáng ai cứ dân vô OBF rồi chúng mình nằm bày thuốc cá tập đồ vi hay ọt cho đàn đá nè chẳng hạn đấy lớn thì cứ strength bằng mũi ai chỉ đập pram về chỉ đập mũi AGI bằng mũi OBI đập buồn thằng cầm này cứ strength đập pí ai thì bằng pel về chỉ đập pram AGI đập pí rôm cho mũi nâng OBI nâng cứ đập pí ok chat này dân pram về mũi cú về từ ban chiêm mà cho mũi nâng âm pí đập pram về rồi chẳng bây giờ mới tao ăn được phía phía hai smart clock goal đấy vận tải đàn thà clock goal về ai trade ban clock này trade ban tê bạn tay bật sang cái này dân trong áp về tao clock và cáo chẳng dân tao cá clock này mà cú chúng mua được clock gold chẳng đấy từ tao clock gold mà cú tiền thế chẳng bạn này tao ngồi trong steel men tên ok áp tao clock cả cáo đó cứ em mà thấy xếp phao thay mấy buôn peg đắp là vé này tao này phía đôi thì mũi cứ học bay phía đôi thì pi mà pay làm pearl phía đôi thì bay học buôn rồi chúng mua được phía đôi thì buôn cứ chặt sập buôn phía rồi à chỉ muốn đắp là vé bọc ba lơ là vài pi ao là bay cao là pi bóng sáng nên dương chi đo ngày thì 4 khai bấy ok file là mình cứ chi bập hết file là mình là bài pram này có nên đại viên tả lãng strength 3 pram AGI 3 pram VAT 3 pram đừng mê chất sắp rôm chung mùi nâng all property đập pram mình là bài 4 hát ọt miên tế chăng mình là bài pram và tại khôi nè ai thì phê bán tại thì phê ở tràn đấy rồi thì phê ở bây bọn gồ chiếng thật 4 bọn gồ chứ heroin min rep 19569 rep 8 18330 40 item ក្នុង hero
nên chị ai thì mà tọa bật xong là không hề rối thế này tặng nhé chẳng này tặng nhé ai vừa ca mới bán dường mới tập lớn sẽ phải cố đến xì gà đá buồn phê bằng buồn vé sẽ phải ní cứ 80 phía rối sản mình tên bằng tay vì chưa sẽ phải là phải chất ok và let bàn bì phê đọc là vé đám sớt buồn phê đọc là vé rạch lốt bì phê bằng buồn vé anh ấy cứ chia sẽ phải xâm rạp phía phía tập lửa vột này ok cả áo cào một chút bị chốt bảy chốt 4 miền Bram chốt đáy này các con nhé Point Silver cấp phong cho anh mệt không à khó vậy nè ok Point Silver cấp phong miền mùi mơn Bram 4 pon Bram mùi rơi học sơ Bram 4 miền Merit Merit miền bay mơn Bram 4 pon Bram 4 rơi cao sắp là skill hero đi ok hero đi miền là skill Bram mùi lửa vẻ này các con nhé là skill Bram mùi lửa vẻ là em tọa phát xăm nó không hề rối thế này chạy em tìm tới ok nên chạy item mà không item kịp phơ bà quạt chẳng ở item này miễn môn bộc bộng phật bộng phật bộng phật chẳng miễn môn mùi chốt tầm đó rùm chứ mùi nâng ở vật môn bộc bạm phật cát này nếu con này ai mở bán này cát ok nên item mà tọa phát xăm bóc nó không hề rối thế hay ở vậy thì dùng khăn những cái hero này tuân thực phải phải phạm thế chẳng ở những ai chôn mực phải bán mới đọc phải là nào chứ chạy toàn thơ quá nè em mày đâu này ok ai thơ thì mà nhóm mà đang tập viêm mạch đấy vì nhóm lên lên thì ra lột trắng màu rồi nhóm tập chai đi hay mới Paulina shop hay mới hero có phải hero sim mê đấy phải chỉ sổ bộ Paulina shop rồi hero bị chán là miền VIP bị chán là sổ bộ đi ha ai thấy hero miền VIP bị chán sổ bộ Paulina nhưng tầm mơ tầm khí ta miền thoi lên shop cho nguồn phẩm màn tiết ok đã chạm tích bạn bị chơi nhói bắt chân à buồn ấy nè lại ok miền pi pon pram bay rồi đập pram bạn ta ở bay đã sầm khăn chính cái cứ cạp còn nó soi trả nè chân này tầm con này trong chạy thoi lấy ok chạm mà ngành đáy còn toàn o đáy vậy tới nữa hả nâng này nè cá quạt thì mười bàn ok này có nghĩa chân hero này tật lại mà rồi mà phải được lá chân bao giờ lạnh bình chặt ấy ok ai chat mà không pick ra giờ đầm bảy thuộc cá tinh là hero này bán á và chạy tinh do cá tinh độ cứ dính chat cho không pick ngọt nến á nâng này mà chăm chat facebook thế nè ok chân ở chụp cá đi ví dụ mình bảo phân nâng và dần chạm vào đó cũng phải chat mà không pick ok ở con Bye bye.